Cả Đông Nam Á choáng ngợp, vỗ tay chúc mừng khi Việt Nam tạo kỳ tích sau 30 năm đổi mới đất nước. Xin chào mừng các bạn khán giả thân mến đã quay trở lại với Tri Thức Việt. Hơn 30 năm trước đây, trước tình cảnh ngặt nghèo của một quốc gia vừa thoát khỏi chiến tranh, bị cấm vận thuộc top nặng nhất trên thế giới, Việt Nam buộc phải chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế. Cùng với đó là chính sách làm bạn với bất kỳ quốc gia nào muốn hợp tác cùng phát triển với chúng ta. Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã làm nên những kỳ tích mà không ai nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó Việt Nam làm được. Và mới đây, đã có một thống kê khiến các quốc gia đều ghen tị và vỗ tay chúc mừng cho Việt Nam. Chính là GDP đầu người của Việt Nam tăng hơn 40 lần so với năm 1989, đạt con số 3.694 đô la một năm. Việt Nam vốn xuất phát điểm quá thấp, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, mới độc lập từ năm 1975, mở cửa từ những năm 1980, đặc biệt bị bao vây cấm vận nặng nề. Việt Nam là bãi chiến trường cho các cường quốc trong thế kỷ 20, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nước ASEAN và Đông Á khác có thể phát triển ổn định mà không bị vướng vào các cuộc tranh đấu của các nước lớn. Việt Nam đã vô tình ban tặng cho các nước khác trong khu vực khoảng thời gian yên bình quý giá kéo dài nhiều thập kỷ để cho họ tích lũy kinh tế mà không bị chiến tranh tàn phá và tụt hậu. Vượt ra ngoài cả Đông Nam Á, chính Hàn Quốc cũng nhờ chiến tranh giữa nước ta và Mỹ mới có thể phát triển như hôm nay. Tháng 12 năm 1986, trong Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 6, Việt Nam thông qua chương trình cải cách toàn diện, bao gồm cả kinh tế. Người đứng đầu khởi xướng chính là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Nền kinh tế Việt Nam sau đổi mới không còn là nền kinh tế bao cấp do nhà nước phân phối nữa. Chính thức bước vào thời kỳ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ một nền kinh tế khép kín, đóng cửa, Việt Nam dần mở cửa, hội nhập sâu rộng với thế giới. Trong quá trình này, có thể kể ra một số chính sách đã được nhà nước thêm vào, như cải cách thông thương với các nước, kể cả nước tư bản, ban hành luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, luật công ty và luật doanh nghiệp tư nhân ra đời. Cũng trong thời gian cuối thập kỷ 1980 cho đến giữa những năm 1990, Việt Nam lần lượt bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, Hoa Kỳ, các tổ chức tài chính quốc tế, gia nhập ASEAN. Và sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu có thể gọi là kỳ tích, đưa nền kinh tế quốc gia lên một tầm cao mới. Trong giai đoạn 4 năm đầu tiên của đổi mới, GDP bình quân hàng năm tăng 4,4%, thập niên 1990-2000 tăng từ 7,6 đến 8,2% mỗi năm. Giai đoạn sau đó đều tăng trưởng đều ở mức cao trở lên so với khu vực và thế giới. Quy mô nền kinh tế Việt Nam năm 1991 thuộc vào dạng một trong những quốc gia có GDP đầu người thấp nhất thế giới, 188 đô la một năm. Đến năm 2015 đã đạt đến 2.200 đô la một năm. Tỷ lệ đói nghèo giảm từ 58% của năm 1992 xuống còn 7,6% vào cuối năm 2013. Kim ngạch ngoại thương năm 1991 là 5.156,4 triệu đô la, trong đó xuất khẩu là 2.087,1 triệu đô la. Đến năm 2016, các con số tương ứng là 330 tỷ đô la và 167,83 tỷ đô la, tăng 60,4 lần và 80,4 lần so với năm 1991. Trong 30 năm qua, nước ta đã thu hút được đến 310 tỷ đô la đầu tư nước ngoài, đóng góp rất lớn cho việc tăng trưởng kinh tế nước nhà. Kinh tế tư nhân tăng nhanh về số lượng, từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh. 11 hiệp định thương mại tự do trong khu vực và thế giới cũng dần được Việt Nam ký kết và đưa vào thực thi. Con số này sẽ còn tăng lên rất nhiều trong những năm sau. Nhiều trang mạng của Đông Nam Á đã đăng lại thống kê này về GDP của Việt Nam. Và gần như ngay lập tức, chỉ riêng về số liệu GDP đã khiến cho cả Đông Nam Á gần như phát khiếp với tốc độ tăng trưởng thần kỳ của Việt Nam. Họ đã ghen tị với nhau rằng con rồng tiếp theo của châu Á sẽ không phải là Thái Lan hay Indonesia nữa, mà chính là Việt Nam. Nhìn xem, con rồng tiếp theo của châu Á nằm ở khu vực nào nhé? Đông Nam Á, và con rồng đó chính là Việt Nam, với những thành tựu đáng nể sau 30 năm đổi mới của họ. GDP của họ trong tương lai sẽ còn tăng lên nữa, và sớm thôi, họ sẽ vượt Indonesia, thậm chí có thể là Thái Lan, ngang với Singapore. Thật là đáng để ghen tị, và cũng thật đáng để dành cho Việt Nam một câu chúc mừng. Đã có lúc tôi tự hỏi rằng, tại sao Việt Nam khác với những gì mà những ông cụ kể cho tôi? Và khi nhìn vào đây, tôi thấy được bản chất của con người Việt Nam. Chỉ cần cho họ một cơ hội, họ sẽ cho cả thế giới thấy được một bản lĩnh mà không nơi nào có được giống như họ. Philippines từng là đồng minh của Mỹ tham chiến tại Việt Nam. Trong khi giờ đây nước chúng ta hơi mệt vì các vấn đề sau đại dịch, thì Việt Nam lại đang dần trỗi dậy và có sự ảnh hưởng nhất định. Khâm phục! Duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam khiến tôi có cảm tình với những người cộng sản. Và cũng duy nhất Việt Nam khiến tôi cảm thấy lòng mình phải đặt lòng tự trọng của mình xuống để bái phục họ. Ở nước tôi, Thái Lan,
Mọi người đang lo rằng có một ngày du lịch Việt Nam sẽ vượt mặt luôn Thái Lan và rồi tiếp đến sẽ là GDP. Theo một thống kê mới nhất, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng hơn 40 lần so với năm 1989, đạt con số 3.694 đô la một năm. Con số này tương ứng với GDP của các nước Nhật Bản năm 1973, Singapore năm 1979, Đài Loan năm 1985, Trung Quốc năm 2008 và Indonesia năm 2012. Đời sống nhân dân Việt Nam chúng ta cũng đã được cải thiện đáng kể sau 30 năm đổi mới. Từ những người từng sống trong cảnh túng quẫn nghèo nàn, giờ đây, người Việt Nam đã tiếp cận được gần như mọi tinh hoa của thế giới. Trước đây, ai cũng nghĩ Việt Nam sẽ chẳng bao giờ chạm được vào mạng Internet. Tuy nhiên, hiện tại, chúng ta đã làm chủ được cả công nghệ 4G và chuẩn bị hạ tầng để phổ biến mạng 5G. Đồng thời, các thành tựu đột phá về công nghệ, xây dựng cũng ra đời. Từ tòa nhà Bitexco cho đến điểm nhấn Landmark 81. Ngày trước, việc ước mơ có một chiếc xe máy là xa xỉ, chứ đừng nói đến ô tô, thì giờ đây, người dân Việt Nam cũng đã có thể mua được ô tô. Các bạn thân mến, những thành tựu này là những kỳ tích đáng tự hào nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chúng ta dưới sự dẫn dắt của Đảng, theo tư tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Chúng ta, người Việt Nam có quyền được tự hào về những thành tựu ngày hôm nay, sự tự lực trong những bối cảnh khó khăn nhất và những sự giúp đỡ quý giá. Cùng chúng mình ôn lại một chút lịch sử của đất nước ở phần tiếp theo này nhé! Việt Nam có một xuất phát điểm, nói cho đúng là chỉ tốt hơn các nước châu Phi một chút, gọi là quá thấp so với những quốc gia đang phát triển hiện tại. Chúng ta từng trải qua một nạn đói khiến cho đất nước mất đi 1/10 dân số, túng quẫn và khánh kiệt. Sau cách mạng tháng 8, thu nhập bình quân là 35 đô la một năm, hơn một nửa dân số không biết chữ. Ngân sách gần như trống không, đây là tình thế gọi là ngàn cân treo sợi tóc. Nền cách mạng non trẻ của Việt Nam vừa phải đối phó với thù trong giặc ngoài, vừa phải đảm bảo cho đời sống nhân dân và kêu gọi sự đóng góp. Trong thời kỳ này, Bác Hồ và Đảng đã đứng ra kêu gọi tuần lễ vàng cùng với xây dựng quỹ độc lập. Năm 1975, đất nước vừa trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, giữ vững nền độc lập tự do quý giá như lời Bác Hồ đã nói. Lúc này, GDP của Việt Nam vỏn vẹn 80 đô la một năm. Sau 30 năm, GDP chỉ tăng gấp 2 lần, trong khi các nước khác trong khu vực đã có GDP 4 con số. Chúng ta vừa phải khắc phục hậu quả chiến tranh, vừa phát động các phong trào sản xuất, gây dựng lại nền kinh tế. Sau năm 1975, với một quốc gia bị chiến tranh tàn phá nặng nề như Việt Nam, khó có ai mà nghĩ được Việt Nam sẽ có như ngày hôm nay. Một số người thời kỳ đó ở những quốc gia phát triển còn nghĩ rằng rồi sẽ như Triều Tiên, Cuba, xa lầy vào vũng bùn của sự khó khăn. Một phần là đúng như vậy, cấm vận, bao vây đã khiến cho Việt Nam có thời kỳ gần như kiệt quệ về kinh tế và nguồn lực xã hội. Chúng ta, sau những năm tháng khó khăn thì như chúng mình đã nói ở trên, phải đổi mới. Và chính sách đổi mới đã ra đời. Và từ đổi mới, chính phủ và nhà nước cũng đã rút ra được những bài học rất quý giá. Vì thành công nào mà không cần đến những kinh nghiệm xương máu? Chúng ta rút ra được những điều như sau đây là kiên định với đường lối, chính sách độc lập dân tộc, nhưng cũng phải sáng tạo và phát triển theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác Lênin, kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, vận dụng kinh nghiệm quốc tế phù hợp với Việt Nam, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, kiên định độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi. Thành tựu ngày hôm nay của chúng ta, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, rồi sẽ có lúc trở thành những con số được lưu lại trên giấy tờ. Tuy nhiên, những con số ấy chính là động lực cho chúng ta đóng góp, cống hiến không ngừng nghỉ, bứt phá đi lên trong tương lai. Chúng mình hy vọng rồi thế hệ sau này, gồm cả chúng ta, cũng sẽ như thế hệ vĩ đại là cha ông và những người đã và đang đưa đất nước đi lên, đưa tên tuổi Việt Nam lên một tầm cao mới và đưa sự tự hào dân tộc lan xa. Các bạn đừng quên like, share video và bật chuông thông báo để ủng hộ chúng mình nhé! Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn!